Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn một vấn đề mà các bậc cha mẹ đều quan tâm quý vị. Đó là tăng chiều cao cho trẻ giai đoạn dưới 10 tuổi. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 1900 545439 để được tư vấn miễn phí nhé. Có thể nói độ tuổi dưới 10 tuổi là một trong những độ tuổi người ta gọi là độ tuổi vàng để phát triển và tăng trưởng chiều cao. Có đúng như vậy không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn vấn đề đó quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia ngày hôm nay, đó là thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Thị Vũ Quỳnh, là giảng viên của bộ môn nhi trường Đại học Y Dược TP.HCM. Chào anh Linh, xin chào quý vị khán giả. Trước khi giao lưu với chuyên gia thì Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với phóng sự sau đây. Con gái của tôi hiện nay được 9 tuổi nhưng cháu chỉ mới cao 1m2. So với các bạn cùng lớp thì cháu vẫn còn rất thấp. Vì tôi và mẹ của cháu vì quá bận nên chưa tìm được giải pháp giúp bé tăng trưởng chiều cao. Tôi có con gái năm nay 9 tuổi, bé chỉ cao 1m2 thôi. Bé thuộc dạng là thấp bé nhất lớp. Tôi rất là lo lắng. Tôi đã sử dụng rất là nhiều cách cho bé uống sữa, uống nhiều canxi nhưng mà vẫn không có kết quả gì. Tôi cũng không biết phải làm cách nào nữa. Xem phóng sự thì chúng ta thấy được rằng là tất cả các bà mẹ đều băn khoăn, không biết rằng là dưới 10 tuổi mình sẽ cho con chăm sóc con như thế nào để tăng trưởng chiều cao và phải có phải là độ tuổi vàng hay không. Chúng tôi sẽ mời người mà vừa xuất hiện trong phóng sự chúng tôi, đó là bạn Minh Kiều. Xin mời bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào bác sĩ và khán giả của chương trình ạ. Hôm nay Minh Kiều sẽ đại diện cho rất nhiều bà mẹ để hỏi bác sĩ Quỳnh làm sao để chúng ta tăng trưởng chiều cao cái độ tuổi vàng của trẻ, tức là dưới 10 tuổi đó, được không? Dạ. Rồi bạn cứ thoải mái hỏi nha. Dạ. Rồi bạn. Hiện tại thì em có một bé gái 9 tuổi nhưng chỉ cao được 1m2 thôi. Theo em có tìm hiểu thì với độ tuổi là 9 tuổi thì nó sẽ cao đến 1m32. Thực sự là thấy bé thấp bé nhất lớp và rất là ốm yếu và cũng hay bệnh vặt nữa. Nhưng mà em có tìm hiểu là có cho ăn cái này cái kia rồi cho uống canxi nữa nhưng mà vẫn không có kết quả gì hết. Vậy mong bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Giống như chị tìm hiểu đó thì trẻ mà 9 tuổi bé gái có không? Thì chiều cao trung bình là khoảng 1m32. Mà con chị có 1m20, có nghĩa là bé thấp hơn tới 12 phân so với trung bình. Là mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao. Thì có nhiều nguyên nhân gây chậm phát triển chiều cao của trẻ. Thứ nhất á, thì mình phải kể tới là di truyền. Nguyên nhân thứ hai là những cái trẻ mà người ta gọi là chậm phát triển do thể tạng hay còn gọi là dậy thì muộn. Thì những cái trẻ này đó thì xuất phát điểm là những cái trẻ mà thấp hơn những cái trẻ cùng lứa. Đó là hai cái dạng sinh lý bình thường. Còn ra những cái nguyên nhân về bệnh lý thì mình phải kể đến là dinh dưỡng. Vấn đề dinh dưỡng mà thường gặp nhất là suy dinh dưỡng thì trẻ có thể chậm tăng trưởng chiều cao. Hay là những cái trẻ mà hay bệnh vặt giống như chị nói, cứ vài bữa là ho, sổ mũi, rồi sốt, rồi trẻ ăn uống kém thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái sự phát triển thể chất của trẻ. Thì con chị như vậy thì mình nên đưa đến bác sĩ để mình coi thử cái nguyên nhân là gì để mình giải quyết cho bé. Người ta thường nói rằng trẻ dưới 10 tuổi đó là một trong giai đoạn vàng để phát triển chiều cao. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết được là đặc điểm của cái thời gian này về phát triển chiều cao, về trí tuệ, về thể lực là như thế nào ạ? Thì dưới 9 tuổi thì nó còn chia nhỏ ra những thành những cái giai đoạn khác nhau nữa. Ví dụ như là trong bào thai là cái chiều cao của trẻ thì phát triển nhanh nhất, cái hệ thần kinh trẻ cũng phát triển rất là nhanh. Thì trong bào thai chiều dài của trẻ cho đến lúc mà trẻ sinh ra thì được 50cm rồi. Rồi sau đó cái năm từ 1 tới 3 tuổi là cái giai đoạn kế tiếp mà cái chiều cao trẻ cũng phát triển rất là nhanh. Năm thứ nhất thì chiều cao của trẻ tăng lên tới 25cm, từ 50 tăng lên tới 75. Sau đó năm 2 tuổi, năm 3 tuổi thì tăng mỗi năm lên 10cm nữa. Rồi sau đó mỗi năm từ 3 tuổi cho tới 10 tuổi, 9 tuổi lúc mà trẻ chưa dậy thì đó thì mỗi năm chiều cao tăng khoảng 5-6cm. Thì như vậy thì nếu mà trẻ được chuẩn bị tốt, những cái điều kiện tối ưu cho sự phát triển chiều cao thì trẻ sẽ đạt được cái chiều cao lý tưởng trong cái giai đoạn vàng là từ 0 tới 9 tuổi. Còn những cái phát triển về trí tuệ thì cũng vậy, nó cũng chia làm nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn mà bộ não trẻ phát triển đó thì từ 0 tới 1 tuổi thì cái bộ não trẻ nó phát triển tới 75% cái trọng lượng não so với người lớn. Rồi sau đó từ
1 tuổi tới 6 tuổi thì trẻ sẽ phát triển hoàn chỉnh. Tới trẻ 6 tuổi là coi như bộ não phát triển giống người lớn rồi. Và sau 6 tuổi là bắt đầu cái thời gian mà trẻ bắt đầu vô lớp 1. Trẻ đi học thì bắt đầu trẻ nó cái bộ não hoàn thiện rồi. Thì bắt đầu trẻ sẽ học hành những cái kỹ năng, từ những kỹ năng đơn giản tới những kỹ năng phức tạp. Thì nó sẽ cải thiện dần, trẻ nó sẽ có cái tư duy độc lập. Về thể lực thì cũng tương tự như vậy. Ở trẻ mà dưới 3 tuổi á, thì cái hệ miễn dịch của trẻ thì nó chưa có tốt. Cái hệ miễn dịch nó chưa hoàn chỉnh, thành ra trẻ nó hay bị bệnh, hay ốm vặt. Rồi sau 3 tuổi thì cái hệ miễn dịch trẻ đã phát triển tốt rồi, thì những cái trẻ này thì bắt đầu giảm bệnh đi. Rồi sau 6 tuổi thì cái hệ miễn dịch gần như là giống như người lớn rồi, thì bắt đầu trẻ sẽ có những cái bệnh lý về miễn dịch, ví dụ như là bắt đầu tăng những cái bệnh lý về dị ứng vân vân. Rồi hoặc là những cái tật về học đường á, những cái bệnh lý chẳng hạn như tật khúc xạ, cận thị do trẻ học nhiều hoặc là coi tivi, coi iPad vân vân. Dạ, thưa bác sĩ, là chồng tôi có nói là không cần phải lo lắng đâu. Tại vì khi mà bé lúc dậy thì đó, thì tự nhiên bé sẽ phát triển, sẽ cao lên thôi, chứ không cần phải lo lắng. Nhưng mà tôi thấy là nên cho bé cao lúc mà chưa dậy thì nó sẽ tạo một cái tiền đề để sau này phát triển về cái thể chất. Như vậy có đúng không ạ? Thực sự thì cả hai anh chị đều đúng hết á. Thì đúng là lúc mà dậy thì chiều cao trẻ nó sẽ cao vượt trội lên. Cái giai đoạn dậy thì là một trong những giai đoạn mà chiều cao trẻ nó tăng mạnh mẽ. Một năm thì trẻ có thể tăng từ 10 tới 15 cm trong một năm đó. Thành ra là ảnh nói cũng đúng, có nghĩa là tới dậy thì nhiều khi nó vượt lên nó cao. Nhưng mà chị nói cũng đúng, có nghĩa là mình có cái tiền đề ban đầu là trẻ những cái giai đoạn nào thì cứ miễn cái giai đoạn nào mà mình làm tốt cái giai đoạn đó thì tổng cái chiều cao cuối cùng nó sẽ tốt. Chẳng hạn như là chị chăm sóc bé tốt từ cái giai đoạn bào thai, nhiều khi sinh ra có khi có bé có 45, 47 thì nó sẽ thua những cái bé khác tới 3, 4 phân thì nó không tốt. Rồi sau đó thì cứ mỗi năm mình chăm sóc tốt thì cái chiều cao trẻ nó cũng tương đương với các bạn cùng lứa. Chứ còn bây giờ mỗi năm mình cứ thua 1, 2 phân thì tổng cái chiều cao cuối cùng mình sẽ không có tốt bằng. Cảm ơn bác Quỳnh. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Privitin hân hạnh tài trợ chương trình này. Sự phát triển về thể lực, tầm vóc và trí lực của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ dinh dưỡng, di truyền, luyện tập thể thao và môi trường sống. Trong đó chế độ dinh dưỡng là quan trọng nhất. Bởi vậy, chế độ dinh dưỡng cần đầy đủ và cân đối, mà quan trọng nhất là canxi, vitamin D và đặc biệt là MK7. Thực phẩm chức năng Privitin 2 và Privitin 3 có công dụng giúp trẻ phát triển chiều cao, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe. Mỗi gói cốm chứa canxi dạng nano, vitamin D3, MK7 và các khoáng chất quan trọng. Trong đó, vitamin D3 và MK7 giúp canxi hấp thụ vào tận xương, giúp xương phát triển chắc khỏe và dẻo dai. Đặc biệt, Privitin 2 còn có thêm tác dụng tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Privitin 3 giúp phát triển trí não và bảo vệ mắt cho trẻ. Privitin 2 và Privitin 3 thích hợp dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900545439. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết, và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinza chứa các dưỡng chất thiết yếu phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinza nâng tầm cao và trí tuệ Việt. Sản phẩm của dược phẩm Vinza. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ngon lắm. Ăn miếng đi. Yến. Yến. Dạ dạ chị. Em mơ gì vậy? Dạ mơ mơ gì đâu chị. Ôi buồn quá chị ơi. Mắc gì buồn? Từ bữa tới rày hả, anh thả thính quá trời luôn, mỏng anh nào dính hết trơn á. Cái kiểu này hả, làm lẻ loi trong mùa đông thì luôn rồi chị ơi. Chắc đó là chắc thính của mình không được thơm, hiểu không? Cái thứ hai nữa là mình không biết cách thả thính nó vậy á. Thì em cũng biết, mà bây giờ không ai chỉ. Trời, sao em quên vậy ta? Sư phụ ngồi trước mặt em đi nè. Chị. Được hả? Chỉ cho em đi. Cái chiêu gì mà chị có thể cua và cưới được một ông chồng đẹp trai quá trời luôn. Ngày xưa em nghe nói chị là Hoa Khôi đúng không? Xinh đẹp nhất công ty đúng không? Chỉ cho em đi chị. Vài chiêu cơ bản thôi được rồi. Hoa Khôi hả? Chỉ cho mà Hoa Khôi. Cũng thường thôi nhưng mà nè,
kinh nghiệm của chị, tới giờ nước này hai mặt con rồi, chị khuyên em một điều là nên lấy chồng cao. Tại sao phải cao? Em nhìn mặt chồng chị đẹp trai không? Đẹp. Để làm gì? Bây giờ xấu chúng ta có thể hóa trang thành đẹp, chỉnh sửa thẩm mỹ lại thành đẹp, ốm chúng ta có thể dỗ béo cho nó mập lên, mập chúng ta có thể diet cho nó ốm lại, đúng không? Nhưng mà chỉ duy nhất là những người lùn là không bao giờ cao được thôi. Thấy chồng chưa? Đẹp trai quá mà, được có cái mặt thôi chứ đừng có đứng dậy. Đứng dậy người ta biết mình tưởng là mình đang ngồi. Hiểu không? Chị Tinh hiểu, nhưng mà ý chị muốn nói cái gì? Trời ơi, tôi tức quá đây nè. Em nhìn thấy con chị không? Thấy. Hai đứa. Một đứa 12 tuổi mà nhìn như đứa 8 tuổi. Một đứa 10 tuổi mà nhìn như đứa 6 tuổi. Thấy không? Cái chiều cao nó thấp lè tè, phải chứ nó cao được như chị đi không nói. Nó y như ba nó vậy đó. Sao? Thấy là cái vấn đề nó đâu liên quan gì với cái gen đâu, đúng không? Sao không liên quan được? Trời ơi, bây giờ nghĩ đi, ba lùn thì con phải lùn chứ. Thôi chị ơi, cái đó giống như là chỉ là một phần nhỏ thôi, làm sao quyết định hết được. Chứ còn cái phần trắng rồi cô nghĩ là cái gì? Nên bây giờ ví dụ mà không phải là do cái gen, không lẽ là do cái chế độ dinh dưỡng, mà tôi là mẹ nó, tôi là cái chế độ dinh dưỡng. Ý là cô nói tôi dành ăn với nó hả? Em chưa có nói gì luôn á. Quá đáng lắm nha. Chị. Ủa cái gì vậy trời, tự nhiên ra hỏi tôi vấn rồi sao mà bỏ đi luôn là sao? Không có nói cái gì đâu. Dạ thưa bác sĩ, thì trong cái trường hợp vừa rồi á, thì cũng giống như trường hợp của tôi vậy. Bây giờ tôi thực sự là lo lắng, không biết là gen thì có ảnh hưởng tới chiều cao của bé không ạ? Thì gen là một phần ảnh hưởng tới cái chiều cao của trẻ. Thì có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới chiều cao của trẻ, thì gen nó chiếm khoảng 21%, góp phần 21% trong cái việc mà phát triển chiều cao của trẻ. Ngoài ra những cái yếu tố khác chẳng hạn như là dinh dưỡng rất là quan trọng, nó chiếm tới 32% cái sự góp phần vào cái việc tăng chiều cao cho trẻ. Rồi vận động thể lực thì nó chiếm tới 20%. Ngoài ra những cái yếu tố khác chẳng hạn như là cái môi trường nuôi dưỡng, yếu tố stress, nghỉ ngơi thư giãn, giấc ngủ tốt vân vân thì nó cũng góp phần làm phát triển chiều cao cho trẻ. Theo Linh được biết thì cái độ tuổi từ dưới 10 tuổi đó thì nó chiếm 60% nó cái sự phát triển chiều cao của trẻ. Vậy thì cái 60% đó chúng ta phải kết hợp rất là nhiều cái yếu tố với nhau. Theo bác sĩ Quỳnh thì chúng ta sẽ kết hợp những yếu tố như thế nào để 60% đó nó trọn vẹn cái chiều cao của dành cho trẻ luôn? Thì do tiếp thôi nối cái câu mà vừa trả lời cho chị đó, thì là nhiều yếu tố nó tác động lên cái chiều cao của trẻ. Thành ra mình phải làm tối ưu hóa tất cả những cái yếu tố đó. Những cái yếu tố nào mà mình có thể thay đổi được, mình có thể tác động được thì mình nên tác động. Chẳng hạn như di truyền thì chịu rồi, mình không có thay đổi gì được hết. Và những cái yếu tố khác mà mình có thể tác động được, thứ nhất là dinh dưỡng. Trẻ phải ăn đầy đủ năng lượng, chất lượng. Chất lượng bữa ăn thì phải đầy đủ 4 nhóm chất. Đạm nè, đường nè, rồi là chất tinh bột đó, ví dụ như cơm, bún, phở, rồi chất béo, rồi cuối cùng là nhóm rau quả, rồi những cái vi chất, chẳng hạn như canxi, vitamin D vân vân. Thứ ba nữa là nói về yếu tố vận động, thì trẻ cần phải vận động, mà lưu ý là vận động phải là mỗi ngày tối thiểu là 30 phút, trong đó có ít nhất 3 ngày hoặc là 4 ngày trẻ phải vận động vã mồ hôi. Thì như vậy nó sẽ tác động lên cái sự tăng trưởng của xương. Ngoài ra những cái yếu tố còn lại đó là chế độ sinh hoạt. Trẻ phải được nuôi dưỡng trong một cái môi trường mà thoải mái, thư giãn, tránh stress, tránh áp lực nhiều quá. Cộng thêm trẻ phải được ngủ sớm, ngủ đủ giấc, ngủ trước 10 giờ. Tại vì hormone tăng trưởng thì tiết ra ban đêm và nó làm cho xương dài ra trong đêm. Trẻ ngủ thì xương dài ra. Thì nếu mà mình làm tốt tất cả những cái yếu tố đó thì hy vọng sẽ tối ưu hóa 60% cái chiều cao trong tổng cái chiều cao cuối cùng của trẻ. Em thì em thường xuyên bổ sung cho con em những cái chất gì? Dạ em thì chỉ có bổ sung canxi. Canxi. Bổ sung canxi là tốt, nhưng mà theo anh được biết là nếu bổ sung nhiều quá đôi khi nó không tốt mà nó còn có hại nữa. Bởi vì không chỉ bổ sung một chất mà còn nhiều cái hoạt chất để nó có thể dẫn canxi vào đúng cái nơi quy định. Linh đã nhiều lần nói chuyện với bác sĩ Quỳnh rồi. Thì canxi nếu mà nó dẫn và không phải vào răng, vào xương, nó dẫn vào ruột, nó dẫn vào thận, nó dẫn vào gan thì nó nguy hiểm lắm. Vậy thì những cái hoạt chất đó như thế nào, hôm nay thì có lẽ bác sĩ Quỳnh chia sẻ cho bạn đây được biết. Thì nó giống như em nói là canxi là cái thành phần quan trọng của xương. 99% cái lượng canxi của cơ thể chúng ta đã nằm trong xương đó. Thì nó là cái cần nhưng mà nó chưa có đủ.
chỉ có một mình canxi không, ví dụ mình cho trẻ uống những cái chế phẩm mà chỉ có canxi không thì nhiều khi nó không hấp thu được, hoặc là nó hấp thu nhiều quá nó sẽ tích tụ ở những cái cơ quan chẳng hạn như là ở thận gây ra sỏi thận, ở những cái mạch máu nó gây xơ cứng những cái mạch máu thì không tốt. Thành ra mình lưu ý là khi mình bổ sung canxi, thứ nhất là mình phải bổ sung đúng liều lượng theo từng độ tuổi, nói chung là phải có cái sự tư vấn của bác sĩ, mình coi thử cái hàm lượng, cái liều lượng như thế nào là vừa đủ tùy theo từng độ tuổi. Thứ hai là bổ sung canxi không, mình phải bổ sung tiếp cùng lúc với lại những cái chất khác, chẳng hạn như vitamin D. Thì vitamin D có vai trò rất là quan trọng trong cái sự phát triển của xương. Vì nhờ có vitamin D mà những cái thực phẩm hoặc là những cái thuốc mà em uống vào có canxi thì nó mới chuyển từ trong ruột vào trong máu, và từ trong máu thì canxi nó cũng vận chuyển vào trong xương. Ngoài ra nó còn một cái chất nữa mà gần đây người ta nói đến, nó vai trò rất là quan trọng, đó là MK7. Thì MK7 là một cái, người ta ví như là một cái người vận chuyển, nó vận chuyển canxi đến cái nơi cần đến và nó sẽ vận chuyển canxi đi khỏi cái nơi mà nó không cần. Ví dụ như là nơi mình cần trong cơ thể chúng ta cần canxi đó là xương, là răng, còn những cái cơ quan khác không cần canxi, ví dụ như là những cái mô mềm như da chúng ta, thì nếu mà canxi nhiều quá thì nó sẽ gây ra nó không còn mềm mại, nó cứng da, nó không có gây, nó gây già đi. Hoặc là mạch máu nhiều thì nó canxi nhiều đó nó sẽ gây xơ cứng mạch máu, gây tăng huyết áp, nó gây ra những cái nguy cơ tim mạch về sau, hoặc là thận thì nó sẽ gây sỏi thận vân vân. Thì MK7 nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi những nơi đó. Ngoài ra thì còn có những chất khác, ví dụ như là DHA, kẽm, đồng, magie, mangan thì nó cũng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của xương. Thì mình lưu ý mình nên bổ sung đầy đủ. Thưa bác sĩ, là lúc nãy bác sĩ có nói là theo trẻ em mà dưới 10 tuổi thì chia ra những cái giai đoạn để biết được cái thể chất của giai đoạn nào thì mình phát triển, mình chăm sóc nó tốt hơn. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn chi tiết trong từng cái giai đoạn dưới 10 tuổi được không ạ? Ví dụ như là trẻ mà dưới 3 tuổi thì cái giai đoạn này thì trẻ cần cái tăng chiều cao nhanh. Từ lúc sinh ra tới lúc 3 tuổi là trẻ phải cao được ít nhất là 95cm. Thì cao coi như là tới 45cm trong giai đoạn 3 năm đầu tiên đời. Thì cái nhu cầu mà canxi, vitamin D, MK7 để phát triển chiều cao là vô cùng quan trọng. Giai đoạn này đó thì trẻ nó có cái chuyện là cái hệ miễn dịch của trẻ nó chưa phát triển đầy đủ. Nên là mà trẻ lại tiếp xúc với những cái môi trường bên ngoài giống như là mới lạ. Mà cái hệ miễn dịch thì yếu, thành ra trẻ rất là dễ mắc bệnh. Và mỗi lần mắc bệnh như vậy á, thì trẻ nó sẽ ăn uống kém, rồi biếng ăn, rồi ho, rồi ói, vân vân. Thì cái dinh dưỡng trẻ nó cũng không tốt, thì cũng ảnh hưởng tới cái thể chất, cân nặng không tăng, chiều cao không tăng. Thành ra những trẻ ở cái giai đoạn này á, thì mình phải bổ sung những cái thành phần, trong đó nó có cái những cái thành phần mà tăng cường cái hệ miễn dịch cho trẻ. Thì chẳng hạn như là cái sữa non nè, rồi cái Immune Alpha thì nó tăng cường cái hệ miễn dịch, giúp trẻ giảm ốm vặt, thì nó cũng cải thiện được cái chuyện mà tăng chiều cao cho trẻ. Còn cái trẻ mà sau 3 tuổi thì cái hệ miễn dịch trẻ nó tốt hơn rồi. Những trẻ mà chẳng hạn như là 5-6 tuổi bắt đầu đi học, 6 tuổi bắt đầu đi học, thì những trẻ này sẽ có nguy cơ bị những cái bệnh lý mà học đường á, chẳng hạn như vẹo cột sống và cận thị vân vân. Thì mình phải lưu ý bổ sung những chất mà nó hỗ trợ cho sự phát triển của mắt, rồi của trí não nữa. Tại vì lúc này thì trẻ nó hoạt động nhiều, nó phải làm việc nhiều, phải học hành nhiều, thì mình phải bổ sung những chất đó. Ví dụ như là DHA nè, ví dụ taurin nè, cao, blueberry vân vân, thì nó sẽ tăng cường cái hỗ trợ cho mắt và cái bộ não. Chúng ta sẽ sang tiểu phẩm của chương trình. Mời ngồi xuống đi. Ngồi gì? Gì? Đẹp không? Được rồi. Không thèm nhìn người ta luôn, không thèm nhìn luôn á mà kêu được rồi, biết được cái gì nữa. Ủa, bộ hôm nay đi gặp khách hàng hay làm gì đẹp dữ rồi trời? Họ báo tin nè. Vụ gì? Em chuẩn bị đi hẹn hò á. Gì ghê? Mới lần trước nói với chị là đang ế chẩm lên mà sao kỳ ta? Thì á, bạn bè giới thiệu cho em. Ồ. Ôi chị ơi, anh đẹp trai xuất sắc luôn. Trời ơi. Mời mời con dưới một chút. Bị gây. Gây gì mà gây buồn tất nhiên, cái gây chưa hết chù em rồi. Không có bị gây thì chị chắc chắn là nó bị thần kinh không ổn định. Thôi bà im luôn đi, bà nín luôn đi. Tôi chưa có đi gặp mặt luôn á, bà chù tôi kiểu đó, thôi khỏi đi rồi đi. Mệt với sợ luôn á. Nghĩa bị gì? Lùn. Lùn? Ừ.
Trời ơi em, lùn đâu phải là cái tội em. Thì đúng rồi, anh đang định nói chưa nói hết. Nó là đẹp trai nhưng mà có gì hơi tiếc một tí thôi, là hơi ngùng thôi, chứ thật ra em cũng đâu có khe gì cái vụ đó đâu, cũng được mà. Sao đâu lấy chồng lùn sướng lắm á. À thì đúng rồi. Lấy nó đi. Hả? Lấy nó đi. Chưa gặp mà lấy gì bà? Không, ý chị nói là một lát gặp mà thấy được đó là tiến tới luôn, gạo nóng thành cơm luôn, dán đã đóng thuyền luôn cho chị. Còn bà hai mặt dễ sợ luôn á. Không có. Bữa rồi ngồi bên kia quán cà phê nhớ không? Ừ. Cái bà nói với tôi là ôi em ơi, mai mốt mà có lấy chồng á, đừng có lấy chồng lùn, phải lấy thằng nào cao cao một tí. Đã đợi giờ kêu lấy nó đi. Ủa chị có nói hả? Sao chị nói bậy quá vậy? Ê, ủng hộ kiểu này nha, có gì giấu phòn. Giấu gì đâu. Chứ gì? Nè, nói nghe coi. Nói gì? Phải có hiện vật đàng hoàng. Nói gì? Tên tên. Thấy gì không? À, thấy. Cái này nè là có thể cải thiện được chiều cao nha. Hôm bữa chị ngồi chị tâm sự với cái thằng bạn học lớp 12 với chị, vui lắm, hai đứa gặp lại, đứa nào không có con lớn bộn hết trơn rồi. Chị gặp con đó, trời ơi, năm nay 6 tuổi chưa, nó nói con nó 12 tuổi em. Chị mới nói là ủa gì kỳ vậy, sao sao con bạn giống con tôi mà con bạn còn èo hơn con tôi nữa. Cái bạn chị mới nói là rồi đỡ rồi đó, tôi cho nó dùng sản phẩm này là được 1 tháng là cải thiện được luôn đó em. Ôi, hay vậy hả chị? Thì đó, nhưng mà nói chị đâu có tin. Chị còn hỏi chứ, trời ơi, ông có biết là có thành phần gì không mà ông cho con uống? Đây, bạn chị hướng dẫn nè. Vitamin D3, canxi carbonate, kẽm oxit, magie oxit, DHA, acid folic. Ráng lấy nó đi, rồi đẻ con, cải thiện giống. Hứ? Chúng ta thấy xuất hiện cái sản phẩm trong đó có DMK7 nè, rồi có vitamin D3 nè, rồi có canxi nano nè. Vậy thì những cái chất đó như thế nào và cái sản phẩm Revitin này nó đối như thế nào đối với trẻ em? Cái sản phẩm Revitin á thì nó có cái bộ ba là canxi nano, rồi MK7 và vitamin D. Thì cái canxi nano là một cái dạng mà nó hấp nó cái thành phần nó cái phân tử nó nhỏ và nó hấp thu tốt hơn những cái canxi khác. Mình uống vô thì nó cái tỷ lệ mà hấp thu vào cơ thể nó nhiều hơn. Rồi vitamin D3, vitamin D3 thì nó sẽ có vai trò nó vận chuyển canxi vào trong máu và từ máu nó vận chuyển vào trong cái xương răng. Còn cái MK7 thì MK7 là một cái chất mà ở bên Nhật thì nó rất là thông dụng. Tại vì người Nhật người ta thấy được cái vai trò của MK7 nên là người ta, Bộ Y tế Nhật người ta khuyến cáo là sử dụng thường quy luôn, người dân người ta sử dụng rất là nhiều. Nó có rất là nhiều lợi ích trên, không cả trên xương mà còn trên cái hệ tim mạch nữa. Thì MK7 người ta ở bên Nhật thì người ta lên men bằng cái công từ đậu nành, bằng cái công nghệ natto. Và MK7 đó thì nó sẽ đóng vai trò là nó sẽ kích thích cái hoạt động của osteocalcin. Và osteocalcin là cái chất mà do cái nguyên bào xương tiết ra. Và cái osteocalcin đó nó có vai trò là vận chuyển canxi từ trong máu đi vào trong xương. Càng có nhiều canxi thì xương càng chắc khỏe. Còn những cái nơi khác á, mà không cần canxi, ví dụ như là mô mềm nè, như là mạch máu, như thận vân vân, thì cái osteocalcin nó sẽ vận chuyển cái canxi đi, thì nó sẽ giảm những cái biến chứng mà do mình sử dụng canxi. Thành ra mình nên sử dụng những cái sản phẩm mà có cái bộ ba là canxi nano nè, vitamin D3 và cái MK7 thì tốt. À, thưa bác sĩ, là tôi đang băn khoăn không biết là cái sản phẩm này nó có ưu điểm gì hơn so với những sản phẩm khác cùng loại, và con của tôi thì có sử dụng được hay không và sử dụng như thế nào là tốt nhất ạ? Thì cái một trong những cái ưu điểm mà tốt nhất nãy giờ mình đề cập đến đó là nó có cái bộ ba canxi nano thì nó hấp thu tốt hơn. Rồi nó có thêm vitamin D và MK7. Mình sử dụng MK7 thì nó sẽ đưa canxi đến cái nơi mình cần thôi. Và nó vận chuyển đi những nơi không cần thì nó sẽ giảm biến chứng. Đó là cái ưu điểm thứ nhất. Ngoài ra nó còn bổ sung thêm những cái chất khác. Ví dụ như là DHA nè, ví dụ như là sữa non, ví dụ taurin, EPA, mangan, đồng, kẽm, boron vân vân. Thì những cái chất đó nó cũng hỗ trợ cho sự phát triển của xương, của não, của mắt và hệ miễn dịch. Thì con của bạn là 9 tuổi. Dạ. Thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm là Revitin 3. Thì nó có thành phần là cái taurin nè và có cái cao blueberry. Thì nó sẽ hỗ trợ cho sự phát triển trí não và mắt cho trẻ. Ngoài cái việc chúng ta sử dụng đúng cái sản phẩm như Revitin á, thì
những cái yếu tố nào có thể kết hợp để có thể giúp bé phát triển cái chiều cao như mong muốn? Và nếu như trẻ em mà trên 10 tuổi thì có sử dụng cái sản phẩm này được hay không? Dạ, thì cái thuốc men nó chỉ là một phần trong cái toàn bộ cái những cái yếu tố mà gây tối ưu hóa cái chiều cao thôi. Thì mình phải lưu ý tới là những cái dinh dưỡng, vấn đề dinh dưỡng phải đủ chất, đủ lượng, rồi vận động cho tốt, ngủ sớm và trẻ được nuôi dưỡng trong cái môi trường mà ít căng thẳng, thoải mái để kích thích cái sự phát triển của trẻ. Nếu mà trẻ mà trên 10 tuổi đó thì mình có cái sản phẩm khác mà dạng viên, chứ không phải là dạng gói giống như trẻ dưới 9 tuổi, thì nó có gọi là Viptin. Viptin thì có dạng viên, trẻ nó uống luôn viên, khỏi phải pha nước uống. Thì trong cái Viptin thì nó cũng có bộ ba là canxi nano, vitamin D3 và MK7. Ngoài ra thì nó có thêm những cái chất khác, ví dụ như là DHA, đồng, kẽm, mangan, boron, cao, blueberry, v.v. Thì nó cũng hỗ trợ cho sự phát triển mắt, rồi chiều cao, v.v. Cảm ơn bác sĩ Vũ Quỳnh. Bây giờ thì nhờ bác sĩ trả lời câu hỏi mà khán giả đã gửi trực tiếp về cho chương trình. Tôi có con gái năm nay 2 tuổi rồi, cháu cao 78cm, nặng 10kg và rất hay ốm, phải uống thuốc kháng sinh. Từ khoảng 1 tháng nay, tôi có cho cháu sử dụng sản phẩm Revitin 2 và thấy có tác dụng. Tôi muốn hỏi là nếu như tôi sử dụng sản phẩm này lâu dài có được không? Mong bác sĩ tư vấn cho tôi. Đình Long đến từ Kiên Giang. Dạ. Thì cái sản phẩm này mình có thể sử dụng lâu dài, mỗi lần mình sử dụng có thể từ 3 tháng và 1 năm mình có thể sử dụng 1-2 lần. Chào bác sĩ, tôi có con trai năm nay lên 8 tuổi, chiều cao của cháu thì cũng không phải dạng thấp, nhưng tôi muốn bổ sung thêm chất gì đó để cháu cao hơn lớn hơn nữa. Tôi có nghe bạn bè nói về sản phẩm Revitin 3, tuy nhiên không biết sản phẩm này như thế nào, có thực sự an toàn và hiệu quả không? Nguyễn Khánh đến từ Đà Nẵng. Mình để mà tối ưu cái chiều cao cho trẻ thì mình phải áp dụng nhiều biện pháp, chứ không phải là mình chỉ bổ sung thuốc men không. Thì những cái biện pháp đó là tập thể dục tốt nè, rồi dinh dưỡng tốt, ngủ sớm, có một cái chế độ sinh hoạt tốt. Ngoài ra mình có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm mà nó có chứa canxi, có vitamin D, có MK7, rồi có DHA, đồng, kẽm, mangan, boron, v.v. Thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm Revitin 3 cho trẻ 8 tuổi. Revitin, hân hạnh tài trợ chương trình này. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết. Và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinza chứa các dưỡng chất thiết yếu, phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinza, nâng tầm cao và trí tuệ Việt, sản phẩm của dược phẩm Vinza. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: muốn giúp bé phát triển chiều cao tối đa thì bổ sung canxi thôi là chưa đủ, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinza dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0986025XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa thì cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Vũ Quỳnh rất là nhiều. Cảm ơn em đã đến đây chia sẻ câu chuyện của gia đình. Cũng là một trong những câu hỏi có thể đại diện cho rất nhiều bà mẹ. Dạ. Chúc cho những đứa con của các bà mẹ được cao lớn, khỏe mạnh như mong muốn. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 1900 545 439 để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Vipting giúp nâng tầm cao và trí tuệ Việt của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giai đoạn dưới 10 tuổi là thời điểm vàng để phát triển chiều cao cho trẻ. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa biết cách bổ sung dưỡng chất đầy đủ cho trẻ. Có người cho rằng chỉ cần cho con uống canxi hoặc uống nhiều sữa là đủ. Thậm chí có những người còn quan niệm rằng đến tuổi dậy thì trẻ sẽ tự cao lên. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Sau khi nhận được sự tư vấn của bác sĩ, chị Minh Kiều đã lựa chọn cho mình sản phẩm giúp tăng chiều cao hiệu quả. Đồng thời, chị cũng kết hợp một chế độ ăn uống tập thể dục hàng ngày để giúp con phát triển chiều cao tối đa. Sau khi nhận được sự tư vấn của bác sĩ thì tôi đã yên tâm ra nhà thuốc mua sản phẩm Revitin 3 về cho con mình uống.
Sau 3 tháng sử dụng thì tôi thấy con mình khỏe hơn, năng động hơn và chơi đùa với các bạn nhiều hơn. Hiện tại thì bé đã cao thêm được 2cm, tôi rất là hài lòng. Tôi nghĩ là nếu mà kiên trì sử dụng thì con tôi sẽ đạt được chiều cao như mong muốn. Giai đoạn dưới 10 tuổi là thời điểm vàng để tăng chiều cao cho trẻ. Vì vậy cha mẹ cần chú ý bổ sung các sản phẩm có thành phần như canxi nano, vitamin D3 và MK7 kết hợp cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác để giúp con phát triển toàn diện, cao lớn và thông minh.